Chiều ngày 25 tháng 11, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông C08, Bộ Công an thông tin về kết quả ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn trong thời gian từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10. Kết quả phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lý 6.391 trường hợp vi phạm, trong đó 6.119 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Qua xác minh các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ghi nhận 232 người là cán bộ, công chức, nhà báo. Trong đó, có 184 cán bộ, công chức, gồm 175 đang công tác, còn lại nghỉ hưu, 15 phóng viên. Các trường hợp này ngoài xử lý theo quy định, C08 còn gửi thông báo về cơ quan, đơn vị công tác để xử lý nghiêm theo quy định của đảng, của cơ quan. Ngoài ra, quá trình kiểm tra, các tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ, lập biên bản, bàn giao cho công an địa phương khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng gồm 3 vụ, 4 đối tượng về hành vi tàn trữ, sử dụng chất ma túy trái phép, 3 vụ, 3 đối tượng chống người thi hành công vụ, 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đại diện C08 cho biết và khẳng định, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, việc xử lý chuyên đề về nồng độ cồn là liên tục, không có ngày nghỉ và không có vùng cấm, ngoại lệ.